Tần số Tình Yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến với Tần số Tình Yêu, lúc nào cũng có gia đình nội ngoại hai bên ủng hộ nhiệt tình. Vậy mà chưa gả được Vinh, Là tính gả em luôn hả chị? Gả chứ, trong chương trình này có một mình em là chưa có rung động với Tần số nào. Dạ. Vậy suốt cái mùa mà em đi với chương trình Tần số Tình Yêu, em cảm giác làm sao? Thấy mấy cặp kết được với nhau em cũng chạnh lòng lắm chị. Ui sao họ hạnh phúc quá. Bao giờ mới tới lượt mình? Tại vì Vinh không chịu lấy vợ thôi. Nhưng mà còn kinh nghiệm của em nghiêng về cái phần gì để tư vấn cho các bạn hơn? Em nghiêng về cái phần tính tình, tính xấu, tính tốt không quan trọng. Nhưng mà em nhắm hai người đó có vẻ hợp nhau. Chứ còn mà khớp sai khớp là chật lắm. Đó, cho nên bây giờ là em lo về cái phần tánh tình của hai bạn hợp sao cho đầy đủ tròn trịa ha. Mời hai bạn Thi và bạn Thư. Xin mời. Xinh sáng y như nhau, và bạn nào Thi, bạn nào Thư? Dạ, em tên là Anh Thư. Anh Thư. Em 19 tuổi. Trời ơi, mới 19 tuổi à? Dạ, em đang là sinh viên và hiện tại em cũng có làm mẫu ảnh và có làm diễn viên tự do nữa. 17 tuổi, bên cạnh mức bước đánh dấu để theo học khối ngành kinh tế, thì nguyện vọng của tớ chính là hy vọng trong nguyện vọng của cậu cũng có tớ. Nhưng rồi, cậu lại khoanh tròn dòng chữ trái ngược, ấy là một mình rẽ hướng. Tớ của 2 năm sau khe khẽ mở cửa lòng mình, chỉ không biết là phía trước mặt kia có ai cũng đang thổn thức vì nhịp đập tần số này hay không. Còn ở bên kia, dạ em là Anh Huy, em năm nay 22, em đang là sinh viên trường gì, ngành gì? Em trường Đại học Văn Hiến, ngành ngôn ngữ Anh. Công việc mà em kiếm thêm thu nhập đó là em cũng làm mẫu ảnh. Người không nói thì không hỏi. Vào một chiều nhiều gió, người đi mang theo một nụ cười buồn và để lại một câu: ngủ thật sớm, yêu bản thân, sống đơn giản và cười thật nhiều nha cô bé. Thì vẫn ngày từng ngày sống tích cực như vậy, bình an chấp nhận và sẵn sàng đón nhận một màu cảm xúc mới. Cảm xúc thì đang tìm kiếm này sẽ đến từ ai trong 4 anh chàng đang ngồi sau bức màn bí ẩn kia? Cái mong muốn của hai bạn khi đến đây muốn tìm một người bạn trai tính tình như thế nào? Tính tình thì là năng động, vui vẻ với lại là biết quan tâm người khác. Còn Thư? Em thì cũng là tìm bạn trai. Thì về ngoại hình thì em chỉ cần là tầm chắc 1m75 đến 1m8 gì đó. Em cao 1m7? Dạ, em 1m68. 1m68 kiếm 1m75, 1m8 là bình thường. Cỡ anh Vinh là 1m8, 1m2 vậy, cỡ đó. Em 80 à? Dạ. Bây giờ chị vô trong, chị coi ai mà dưới 1m8 thì cho về cho rồi. Thì chị gác qua bên Vinh luôn cho lẹ. Gác qua bên Vinh luôn chứ giờ rồi, kể như là hai bé bước ra xinh quá, không còn cách nào nữa. Khỏi là mai cũng có người rung động. Hai em, chị nghe nói có tài giặt ca hát nhảy múa gì đó, bây giờ hát cho chị tặng câu cho chị vui vẻ. Chị lên thưa thần chị làm mai coi. Em hát cái bài này cũng như là giới thiệu về cái miền quê của em. Rồi. Rồi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuống ghé ngày đêm không ngờ, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Người Cà Mau dễ thương vô cùng luôn. Đúng như vậy, bé đậm đà ha. Rồi mời hai em về chung với anh chị. Vòng đầu tiên được mang tên là Đi Tìm Tần Số. Và chúng tôi xin mời gặp gỡ 4 chàng trai. Xin mời. Rồi. Mời bạn số 1 giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Hảo, 24 tuổi, mình là thầy giáo dạy bơi. Ngoài ra mình còn biểu diễn ảo thuật để kiếm thêm thu nhập. Thầy dạy thiếu nhi thế này, dạy người lớn? Dạ cả thiếu nhi và người lớn chị. Cỡ 19 dạy được không thầy? Dạ dư sức chị. Dư sức, thầy cao 1m mấy? Dạ 1m75, 1m75. Em chỉ cần là 1m75. 75. Và anh sẽ là người đàn ông của đời. Được rồi, đúng thầy vậy. Rồi mời bạn số 2.
Xin chào tất cả mọi người, mình là Tài Lộc. Mình năm nay 24 tuổi và đang là kỹ sư xây dựng. Trong cuộc sống thì mình là một người đam mê du lịch, yêu cái đẹp và nghệ thuật. Còn trong tình yêu thì mình nghĩ là vốn dĩ thì không ai sinh ra mà đã hợp nhau hoàn toàn cả. Chúng ta phải cùng nhau vì nhau mà hạnh phúc. Và hôm nay đến với chương trình Tần Số Tình Yêu, mình mong kiếm được một cô gái phù hợp. Bạn kỹ sư xây dựng ơi, theo nghề bao lâu rồi? Dạ, em theo nghề gần được 2 năm rồi chị. Em cao 1m mấy? Em cao có 1m7 rồi chị ơi. Bé Thi chắc được. Dạ em như cũng được, cao em tí cũng được. Bé Thi cao 1m mấy? Em 1m65. Rồi, 1m7 là được. Không em ơi? Không có. Từ thôi, về đi với chi nữa. Mời bạn số 3. Dạ, em tên Vũ Chính Trung, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại công việc của em đang là sale bất động sản. Sở thích của em thì là ca hát, đàn, võ thuật. Và em thích đi du lịch thì em đến với chương trình này cũng mong tìm kiếm được nửa của mình. Hai bạn nữ xinh ơi, anh cũng muốn nói với em là người tuyệt vời nhưng là em tránh ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhưng... Chọn anh nha, chọn anh nha. Chọn anh nha. Trời, giọng hay quá ta, ấm áp quá ta. Chắc cùng công ty với lại bạn số 2 hả chị? Ông say ông bán nè. Ông này say, ông kia bán. Cái ông này là sáng mình ngủ dậy mình hay được gọi cả ngàn cuộc điện thoại đó. Là chị ơi đang mở bán gì gì là có em chổng đó phải không em? Dạ em làm bên nhà phố, chị không có làm bên đất nền cho nên là không có gọi. À bên nhà phố. Em chủ yếu là tập trung ở phố nào? Dạ em làm ở quận Bình Thạnh nè. Bữa nào kiếm cho anh Vinh căn lấy vợ nha em. Dạ quyết định. Rồi mời bạn số 4. Dạ em xin chào chị Việt Hương và anh Trương Thế Vinh cũng như là chào tất cả các bạn. Em tên là Nguyễn Duy Hưng, năm nay em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh. Đặc biệt em bật mí cho tất cả các bạn biết là em nấu ăn khá là tốt và được đánh giá là rất là ngon. Nên nếu trong chương trình ngày hôm nay có bạn nữ nào mà thích nấu ăn, muốn ăn ngon, muốn bồi bổ mỗi ngày thì em là một lựa chọn rất là hoàn hảo. Chọn mình nhé. Em kinh doanh là có thể cụ thể cái ngành nghề được không? Dạ em kinh doanh quần áo vậy em. Áo quần thời trang ha. Dạ đúng rồi. Hôm nay là no ấm luôn. Bên xây dựng, bên đây buôn bán nhà, đẩy tới cái lo cho quần áo luôn. Dư giả hay qua bơi. Chẳng lẽ giờ gom 4 con này vô một. Thư ấn tượng với ai? Em ấn tượng với lại anh số 3. Tại vì còn em thích cái giọng. Thích cái giọng anh số 3. Tại vì anh hát nữa đúng không? Em thì hiện tại thì em ấn tượng anh số 3 và anh số 4. Mới có là giọng nói thôi. Bạn số 1 chắc tại vì mình bị gọi đầu tiên, với số 2 bị gọi thứ nhì cho nên hơi khớp. Không có như bạn số 3, số 4 ca hát thả tim dữ lắm em. Đâu số 1, số 2 thả tim chị coi coi. Đó, thả được vô nha. Thôi bây giờ coi bốt cái ốp điện thoại đi. Bốt cái ốp điện thoại. Mời bốt cái ốp điện thoại. Bạn đầu tiên là không sử dụng ốp lưng. Bạn thứ hai thì màu đỏ. Tính tình chắc cũng vui tươi hả? Màu đỏ thì kiểu như là may mắn với lại kiểu chiến thắng. Bạn số 3 thì xài cái ốp lưng màu đen, rất là cá tính. Bạn thứ tư là hình như có ốp lưng trong hay là không có ốp lưng thì phải? Dạ không, ốp lưng có hình đó chị. Hình gì vậy em? Dạ cái đó là lúc em mua điện thoại em muốn chọn ốp lưng nhưng mà ở shop họ không bán cái này ốp lưng được tặng cho nên em ốp vô luôn. Ai tặng mà màu hồng dữ vậy? Shop tặng đó chị. À, shop cho luôn. Dạ. Vậy là nếu ngày hôm nay em được chọn thì chị nghĩ là một là bé Thư, hai là bé Thi sẽ tặng cho em một cái ốp lưng khác để dạ làm kỷ niệm. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Bạn hồ bơi bạn không sợ nó ngập nước hay sao mà bạn không xài ốp lưng chống nước gì vậy? Dạ không, do là em không thích sự màu mè, em chỉ thích sự đơn giản vậy thôi. Ý em nói ba bạn còn lại màu mè đúng không? Cái đó là do tánh á, bản thân Hương cũng được rất nhiều người tặng ốp lưng nhưng mà do cái tánh của Hương là không thích ốp lưng. Em cũng vậy. Trầy trụa luôn. Tôi ý tôi nói vậy để có ai tặng ốp lưng tôi không? Ai tặng ốp lưng tôi không? Hương cũng được rất nhiều người tặng ốp lưng. Ai tặng ốp lưng tôi không? Tôi đeo lên tử. Hai bạn ấn tượng với ốp lưng nào? Vẫn là anh số 3. Rồi Thi. Em thì anh số 3 tại vì ốp lưng của em cũng là màu đen và em cũng yêu thích màu đen. Rồi bây giờ cho chị xem bốn cái màn hình khóa nè. Có người số 3 kia, họ định bán căn nhà đó ư? Không phải chị, tại vì có cái mơ ước là sau này mình có cái căn nhà như vậy á. Căn nhà như vậy mà nó nằm ở đâu? Căn nhà này mà nằm quận nhất là lâu lắm. Cái căn này nó nằm ở tỉnh chị. Ở tỉnh nào đó? Dạ ở Long An chị. Quê em ở Long An hả? Dạ không chị, tại vì em cũng có bán đất ở Long An. À chụp rồi. Thôi hai em muốn nhà ở đâu sau em này? Nói thử cái quận nhất coi tuột ghế không. Thư thì đi tích con trai miền Tây, nhà ở miền Tây là được, với lại ở đâu mà yên bình là được, chứ em không có thích những nơi mà kiểu nó quá như kiểu gọi là sầm uất. Với lại giờ được
Vậy là không thích quận nhất, quận 3, quận 5. Đỡ rồi em ơi. Dạ. Bé Thi sao bé Thi? Em thì chắc là quận 7. 7. Hả? 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 Căn này đặt quận 7 cũng ngon à. Bạn số 2 chắc để hình mẹ rồi. Dạ đúng rồi. Thì đối với em thì mẹ là một người phụ nữ quan trọng nhất. Tấm hình này thì được chụp sau khi em mới mổ từ bệnh viện ra. Mẹ hai đêm không ngủ. Em bị mổ gì? Em mổ ruột thừa chị. Không qua chương trình thì cũng muốn cảm ơn mẹ vì đã nuôi dưỡng con suốt trong suốt những năm tháng vừa qua. Mẹ là xây dựng luôn cho cuộc đời của mình luôn đúng không? Em thường tâm sự với mẹ nhất thì không biết hai cô gái thường tâm sự với ai ạ? Thì thường hay tâm sự với mẹ. Thư vì Thư không có thói quen tâm sự với người khác, cho dù là ba mẹ cũng vậy. Tại vì em luôn luôn sợ ba mẹ em có cảm giác lo lắng cho mình. Vậy em có muốn tâm sự với anh không? Em có muốn tâm sự với anh không? Bạn số 2 sẽ tập cho em tâm sự bằng cách là bạn ấy sẽ tâm sự với em. Biết đâu em lại muốn chia sẻ lại thì sao, đúng không? Cũng có thể. Kinh nghiệm chị luôn. Dạ. Có thể cái câu chuyện đó mình không nói được với người bạn đời. Mình không có trách người ta, nhưng mà mình không biết nói như thế nào. Cô bé này thú vị lắm đó. Chị lại hỏi hai tụi em nữa. Em có thích đi xe mô tô không? Thư thì Thư thích lái xe mô tô chứ không thích ngồi sau. Mình sẽ ngồi sau cho bạn lái ha. Chạy theo cho nó ngầu. Nhưng nó bơi lội mà. Hỏi Thi nè. Dạ. Em ấn tượng với màn hình khóa nào? Dạ màn hình của bạn số 2. Em cảm nhận như thế nào? Dạ thì em nhìn thấy mẹ của bạn số 2, nhìn gương mặt của cô rất là phúc hậu. Mẹ em cũng vậy. Mẹ mà hiền thì con trai cũng hiền đúng không? Đúng rồi. Còn Thư? Em thì em không ấn tượng với màn hình nào hết. Không ấn tượng với màn hình nào hết. Như thường em mà để là em sẽ để theo kiểu ngôn tình. À, một chút nữa chị sẽ khám phá điện thoại của em nha. Coi coi để ngôn tình sao.